Ất Mão thuận theo ý trời, bắt đầu công việc bền lâu kiếm tiền. Năm 50 ta sẽ làm nên tiền tài sự nghiệp công danh rạng ngời, phát triển nhan sắc ý trời, cửu long cuốn lộc biển khơi mang về, thần tài gõ cửa đừng chê, bốn mùa phát mãi giàu sang suốt đời. Chúc mừng con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 bất ngờ được thần tài ban lộc, 3 tháng tới phát tài như ý, tiền về tới tấp, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu hết phần thiên hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng yêu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ vào tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để vươn lên, nên đã được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố, cuộc sống trong tương lai sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Và tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành quả mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ cho năm 2024, con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đã bước qua tuổi 49, vận trình sẽ có rất nhiều biến động, may rủi đan xen, hung cát khó lường. Cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 3 tháng tới đây sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy, đặc biệt là trong tháng 5 âm lịch. Con giáp này hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có quý anh chị nhé. Nếu như quý anh chị không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban, thì quả thật là rất đáng tiếc cho con giáp này. Nên có thể nói rằng đây là cơ hội vàng trong năm để quý bạn mệnh lật ngược tình thế, lội ngược dòng thành công. Vậy, chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ất Mão trong 3 tháng tới sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh, sự nghiệp và làm cách nào để trong 3 tháng giữa năm này, người tuổi Ất Mão có thể đón lành, tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an, sung túc và giàu có ngất trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Chúc mừng con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975, bất ngờ được thần tài ban lộc, 3 tháng tới phát tài như ý, tiền về tới tấp, trả sạch nợ, đổi đời giàu hết phần thiên hạ. Kính thưa quý vị, Ất Mão là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về sau công thành, danh toại, ý chí, công sức được đền đáp xứng đáng. Từ trung vận trở đi, tuổi Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống, bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc đến từ chính họ cũng không ngờ tới được. Đầu tiên, về phương diện tài lộc, thì tiền bạc thu nhập ít ỏi, tài chính có phần túng thiếu, nguyên nhân là do đầu tư kinh doanh bị thua lỗ, phải bỏ nhiều tiền để quay vòng vốn kinh doanh. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Mão cũng không nên cho vay tiền bạc hay hùn hạp vốn làm ăn, sẽ bị người khác lừa gạt, chiếm đoạt, thậm chí có thể mất trắng. Theo tử vi năm 2024, tháng xấu cho tài lộc năm 2024 phải chú ý đó là tháng 4 và tháng 8, tháng 9 âm lịch. Thứ hai, về phương diện sự nghiệp. Nam, nữ tuổi Ất Mão không nên quá kỳ vọng vào việc phát triển sự nghiệp. Tuổi này nên chú tâm, cố gắng trong công việc hiện tại, không nên thay đổi hoặc đầu tư tiền bạc, mở rộng làm ăn. Thêm vào đó, tử vi năm 2024 Ất Mão, người mới bắt đầu lập nghiệp, thì đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp, công việc vướng phải trở ngại, khó khăn. Năm 2024, vào tháng 4, tháng 7, tháng 8 âm lịch, sự nghiệp có nhiều điều bất lợi xảy đến. Thứ ba, về phương diện sức khỏe. Người tuổi Ất Mão nên chăm sóc nhiều hơn đến các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc tiêu hóa, không tốt nhất là vào các tháng 2, 7, 9, 11 âm lịch cơ thể hay ốm đau, đi lại xe cộ gặp điều cản trở. Lưu ý ảnh hưởng xấu tới tay chân. Cuối cùng, phương diện tình duyên. Dự báo tình cảm kém hòa khí, có thể dẫn tới tranh cãi, mâu thuẫn. Năm nay anh chị chú ý gia đạo trong các tháng 2, 9, 11 âm lịch, xảy ra chuyện bất hòa. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Bạn là người thường nói nặng với người nhà,
nhưng lại nhẹ nhàng với người ngoài. Hãy luôn tiết chế cảm xúc của mình, vì người thân mới là những người đáng được trân trọng nhất quý anh chị nhé. Bên cạnh những rắc rối kể trên, thì trong từng tháng vẫn sẽ có những cơ hội dành cho bản mệnh vươn lên nghịch cảnh. Nếu biết cách chủ động nắm bắt được vận trình và tích cực trong việc tìm kiếm cơ hội cho mình, những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vẫn có thể phát triển rực rỡ trên con đường công danh, sự nghiệp trong 3 tháng 5, 6, 7 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này chờ mình lội ngược dòng ngoạn mục, không những đổi đời giàu có, tiền tiêu dùng rỉnh, mà còn có của cải dư giả, an nhàn, sung túc cả năm. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Ất Mão trong tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xem tử vi sự nghiệp. Xem tử vi phương Đông cho thấy, công việc của người tuổi Ất Mão trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch thuận buồm xuôi gió. Nhờ có sự nâng đỡ của tam hợp mà sự nghiệp của người tuổi Ất Mão đạt được những kết quả khá khả quan. Bạn là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hòa nhã, nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Quan hệ xã giao hài hòa, đem lại nhiều cơ hội để phát triển. Thiện tinh trường sinh có thể giúp bạn nắm bắt được thời cơ, cốt là bạn đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán, thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt bạn cũng khó mà vươn tới thành công. Với những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn triển khai hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Công việc hanh thông, kéo theo tài lộc tăng tiến, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Điều cần phải lưu ý trong 3 tháng này là bạn hãy nhìn nhận rõ tình hình thực tế và năng lực của bản thân. Nếu chỉ chạy theo những ước mơ xa vời, thiếu thực tế, thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, thành ra tự ti về mình. Chỉ khi lập được một kế hoạch chính xác, bạn mới có thể đi trên con đường phát triển. 3 tháng tới hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, song vẫn cần đề phòng sự ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Bạn có thể vẫn bị kẻ tiểu nhân quấy phá, khiến công việc chịu tác động không tốt. Tuy nhiên, chỉ cần nghiêm túc với công việc mà mình đang làm, không để kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, thì bạn vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gặt hái về những thành quả tốt đẹp. Xem tử vi tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Ất Mão trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch tới đây về cơ bản là tốt. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Những mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội đáng mơ ước. Nếu có thể nắm bắt được thì sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Trường sinh chiếu mệnh sẽ đem lại cho bạn nhiều tác động tích cực. Bạn không còn là con giáp ba phải, dễ nghe theo ý kiến của người khác nữa, mà có đầu óc minh mẫn, sáng suốt, đưa ra được những quyết định chính xác. Tuy nhiên, việc nhìn nhận, đánh giá đúng khả năng của bản thân mình là vô cùng cần thiết. Bạn nên tìm những mối hợp tác hoặc quy mô kinh doanh phù hợp với mình. Như vậy mới khiến bạn luôn phấn chấn tinh thần, sục sôi sức chiến đấu và vươn tới thành công. Còn nếu chọn những công việc vượt quá khả năng, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là quyết định bỏ cuộc. 3 tháng tới cũng là thời điểm tốt lành tài vận hành thông cho người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng khá. Khoản tiền này chỉ mang tính khích lệ để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. Con giáp này cần phải nhớ rằng, cầm được đồng tiền trong tay bạn cũng chớ nên tiêu hoang. Về phương diện sức khỏe, riêng trong tháng 6, 7 của bạn không tốt cho lắm, có thể bạn sẽ phải chi phí một khoản cho lĩnh vực này đấy. Xem tử vi về phương diện tình duyên, gia đạo cho thấy, người tuổi Ất Mão vốn thông minh, tài hoa, lại thêm cái tính dịu dàng, có cách cư xử khéo léo, nên dễ tạo thiện cảm với bạn bè khác giới. Trường sinh mở ra cho bạn nhiều cơ hội làm quen với các đối tượng triển vọng trong 3 tháng giữa năm này. Nếu cảm thấy vừa ý ai, bạn có thể chủ động làm quen hoặc giữ liên lạc thường xuyên với người ấy, bởi biết đâu hai người có thể vẽ nên một câu chuyện đẹp trong tương lai thì sao. Thiên tinh trường sinh cũng giúp cho các vợ chồng có thể nhận được tin vui từ con cái hay công việc. Việc này chính là chất keo gắn bó tình cảm vợ chồng, để những mâu thuẫn trong khoảng thời gian trước đó có thể giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên,
bản mệnh cũng không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc. Dù là người yêu hay vợ chồng đã ở bên nhau lâu dài, đôi bên cũng khó tránh khỏi những khi mâu thuẫn quan điểm, những lúc căng thẳng tưởng chừng như chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Bạn nên là người bình tĩnh, đồng thời ngừng thảo luận, đợi đến khi cả hai đều bình tĩnh lại rồi thì hãy tiếp tục. Nếu bạn có thể dành sự dịu dàng, săn sóc cho người ngoài, thì sao lại không thể dành điều đó cho nửa kia của mình chứ? Bên cạnh đó, một số người thường đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, nên tình cảm vợ chồng thường khá lạnh nhạt. Có lẽ bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình và dành nhiều thời gian hơn nữa cho nửa kia. Xem tử vi tháng 5, 6, 7 về mặt sức khỏe. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão không được như ý muốn trong 3 tháng giữa năm này. Có thể là vì bạn đã quá tập trung và cố gắng cho công việc, nên cơ thể thành ra mệt mỏi, thậm chí đôi khi thiếu sức sống. Bản mệnh hãy sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi, làm việc của bản thân để cơ thể luôn cảm thấy khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Như vậy thì bạn mới có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Nếu phải đối diện với khó khăn hoặc kẻ tiểu nhân, bạn cũng không nên quá muộn phiền hoặc bất an, lo lắng. Thiên nguyệt hung tinh sẽ gây ra những bất lợi cho sức khỏe của bạn, nhẹ là mệt mỏi, nặng là ốm đau, bệnh tật, phải mất tiền chạy chữa. Bên cạnh đó, lưu ý ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh có thể mang tới điềm báo bệnh cũ tái phát hoặc tai nạn xe cộ bất ngờ. Lái xe hết sức cẩn thận, kẻo nguy hiểm tính mạng bản thân cũng như người khác Ất Mão nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tháng 5 tuổi Ất Mão. Xem tử vi khoa học, sang tháng tam hợp thái tuế, vận trình của người tuổi Ất Mão khởi sắc, tình cảm thăng hoa, hỷ khí dồi dào. Người độc thân gặp gỡ, làm quen với nhiều đối tượng khác giới ưng ý khi đi du lịch hoặc công tác công việc, tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn triển khai, hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt họa phúc vô thường, làm gì cũng cần thận trọng, tính toán trước sau, đề phòng xảy ra bất trắc. Tài lộc khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tuy nhiên ngũ quỷ hung tinh mang tới điềm báo phá tài, mất tiền của vì bị trộm cắp hoặc lừa gạt, phải hết sức tỉnh táo. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. Tử vi tháng 6 âm lịch tuổi Ất Mão. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, người tuổi Ất Mão được quý nhân tam hợp phù trợ, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, công việc đang khó khăn, khúc mắc bỗng được giải tỏa. Nguyên tắc bất di bất dịch trong công việc là làm gì cũng cần bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc. Trong mọi trường hợp nếu biết tiết chế cảm xúc, không để cảm tính lấn át lý trí, bản mệnh sẽ thu về thành quả xứng đáng. Tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh, buôn bán phát tài phát lộc. Có thể bản mệnh sẽ triển khai dự định lớn nào đó như mua nhà, mua xe, cho con đi du học. Có điều cần cẩn thận nếu có vay mượn tiền bạc của người khác hoặc cho người khác vay, tránh bị lừa đảo. Sức khỏe tuổi Ất Mão khá ổn định, lại có tam hợp quý nhân hỗ trợ, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Tuy nhiên, nguyệt lệnh bệnh ở Mão đề phòng bệnh cũ tái phát, ngũ quỷ hung tinh rình rập cẩn thận khi lái xe kẻo va quẹt người khác, nguy hiểm cho cả hai phía. Xem tình duyên. Chuyện tình cảm thăng cấp bất ngờ, người độc thân tranh thủ thời gian rảnh để gặp gỡ bạn bè, mở rộng quan hệ xã giao, dễ dàng tìm thấy nửa kia phù hợp. Quý nhân, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Tử vi tháng 7 âm tuổi Ất Mão. Xem tử vi phương Đông, bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình tuổi Ất Mão có thăng, có trầm, có được, có mất, nhìn chung vẫn phát triển theo hướng tích cực. Sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm hy thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Xử lý công việc không nên quá cứng nhắc, tránh bị tiểu nhân ném đá giấu tay, cần phải linh hoạt, suy nghĩ tích cực và nhất là nên tránh xa các cuộc tranh chấp quyền lợi, kẻo sẽ vướng vào họa kiện tụng. Tài lộc dần đi vào giai đoạn ổn định, thứ tài khá tốt, nếu muốn đầu tư, có thể tiến hành vào giữa tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù thế nào đi nữa, nữa hãy tập trung làm tốt công việc chính, những việc phụ có thể làm khi sắp xếp được thời gian, đừng sao nhãng việc chính, tới lúc mất cả chỉ lẫn trải, tiền mất tật mang. Tình cảm xuất hiện nhiều cung bậc thăng trầm, cẩn thận duy trì mối quan hệ. Nam mệnh tuổi Ất Mão khá đào hoa, nếu không rõ ràng trong các mối quan hệ,
rất dễ bị người khác giới hiểu lầm, đe dọa tới hạnh phúc gia đình. Nữ mệnh tuổi này lại đa nghi, suy nghĩ bay bổng, thiếu thực tế, thường tưởng tượng ra những điều tiêu cực, dễ đánh mất hạnh phúc thực tại. Bên cạnh đó, cần lưu ý, dân gian coi tháng 7 là tháng cô hồn, âm khí vượng, thế lực đen tối bao trùm có thể gây ra nhiều hung hiểm, xui xẻo. Tuổi Ất Mão làm gì cũng nên thận trọng, đừng lơ là, khinh suất mà trượt dốc không phanh, cần chú hơn. Về sức khỏe, hung tinh thiên nguyệt xuất hiện có thể gây chấn động tâm lý, tạo ra những cơn lo nghĩ ảo, khiến bản mệnh suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng ngập ngụa trong những rắc rối do chính mình tạo ra. Một khi tinh thần bất ổn sẽ kéo theo những trục trặc về thể chất, đó là điều khó tránh. Đa phần những ai cầm tinh con mèo đều cả nghĩ, hay phức tạp hóa vấn đề, tự mình làm cho mình ưu tư, muộn phiền chứ không phải ai khác. Tâm không an thì thể chất cũng khó mà tráng kiện, sức đề kháng giảm sút, bệnh tật từ đó mà ra. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Dần, Tuất. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Ất Mão theo tháng sinh. Kính thưa quý vị, những người tuổi Ất Mão là những người đặc biệt khéo léo, tinh anh và nhanh nhẹn. Trong các mối quan hệ xã hội và người thân trong gia đình, họ đều có cách ứng xử khéo léo. Chính sự hòa nhã, dịu dàng và tinh tế này giúp họ được quý mến và kính trọng. Đường đời của người tuổi Ất Mão thường được hưởng an nhàn và may mắn, gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con cái đề huề, tài vận dồi dào, no đủ và ít gặp phải các biến cố lớn. Mặt khác, những người cầm tinh con mèo lại khá bảo thủ và có chút nhút nhát. Họ không thích cuộc sống bị xáo trộn quá nhiều, không muốn lao theo các cuộc đầu tư mạo hiểm. Vì thế, đôi khi họ bị bỏ qua các cơ hội làm ăn lớn. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau, nên tử vi cũng có sự khác biệt. Sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch là thời gian mở đầu cho một năm mới, tức tiết lập xuân. Lúc này khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan, vui mừng, tống cựu nghênh tân. Bởi vậy số mệnh của những người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 1 âm lịch rất tốt, về già hưởng phúc. Tuy nhiên, công việc của họ cũng tương đối vất vả, bận rộn. Sinh vào tháng 2. Tháng 2 âm lịch thường vào tiết kinh chập, đây là thời điểm để cây cối đâm chồi, nảy lộc, các loài động vật tích cực ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vì thế, cuộc sống của những người sinh vào thời gian này cũng có nhiều sự phát triển, đặc biệt khi về già lại càng viên mãn. Sinh vào tháng 3. Thanh minh trong tiết tháng 3, khí trời mát lành, trong trẻo, ảnh hưởng tốt đến vận mệnh, công danh sự nghiệp đều có những bước tiến dễ dàng, năng lực vốn có và vận may giúp họ xây dựng được cơ đồ vững chắc. Sinh vào tháng 4. Rơi vào tiết lập hạ, khí hậu bắt đầu nóng bức, những người sinh vào thời điểm này cũng nhiệt tình như lửa, dù là chuyện học hành, công việc, gia đình đến con đường thể thao, nghệ thuật cũng đều làm nên công trạng. Sinh vào tháng 5. Rất có duyên với làm ăn, buôn bán, đầu óc linh hoạt, lại có tài nên luôn được buôn may, bán đắt, họ ít phải lo đến vấn đề tiền bạc, được mọi người tin tưởng và sẵn sàng hợp tác. Sinh vào tháng 6. Người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 6 có năng lực quản lý, được mọi người trọng vọng, gia đạo hòa thuận, yên ấm, các thành viên bổ trợ lẫn nhau, được hưởng vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 7. Sinh ra đã là người có tính độc lập, tự chủ mạnh, có tài năng và khao khát vươn tới đỉnh cao. Những người này được yêu mến bởi sự điềm tĩnh, chín chắn và đáng tin cậy. Sinh vào tháng 8. Họ là người kiên cường, không sợ thất bại, dường như mọi sự trở ngại họ đều có năng lực ứng phó và hóa giải, được hưởng cuộc sống giàu sang, thịnh vượng và hạnh phúc. Sinh vào tháng 9 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh vào tháng 9 tương đối êm đềm, không có nhiều sóng gió, họ thích hợp với cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên và không ưa thử thách. Sinh vào tháng 10. Thời điểm này, đất trời chuyển mùa, bắt đầu vào tiết lập đông, khí hậu có phần lạnh lẽo, vì thế mà tính cách cũng có phần thiên về sống nội tâm, không thích chia sẻ, họ toát lên phong thái thanh tao, lịch thiệp, tuy gặp một vài khó khăn nhưng nhìn chung vẫn suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Sinh vào tháng 11. Vận khí may mắn nhưng không quá nhiều, muốn làm gì cũng phải dựa vào thực lực, nên bỏ tính bảo thủ, mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh thì mới dễ thành công hơn. Sinh vào tháng 12. Sinh vào tháng này Ất Mão thuộc kiểu tính cách trầm ổn, khoan dung, độ lượng, nhưng họ hơi khó để kết giao với mọi người và gây dựng các mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên,
Sự khéo léo và trí tuệ vốn có sẽ mang lại cơ đồ rộng mở, nhưng cũng đừng vì sống trong giàu sang mà lơ là cảnh giác, cần biết lường trước các tình huống xấu có thể xảy ra mà có cách ứng đối. Quý vị thân mến, cổ ngữ nói, thánh nhân không quý ngọc bích một thước, mà quý trọng một thốn thời gian. Câu nói này nhấn mạnh sự quý báu của thời gian trong mắt người xưa. Hành trình của đời người là vô số thời khắc tổ hợp thành. Dòng sông dài của lịch sử cũng là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Thời khắc là ngắn ngủi, nhưng nó tạo nên sự vĩnh hằng. Bậc thánh hiền xưa rất tiếc quý thời gian. Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng yên lòng. Một cá nhân nếu như cả đời vô tri, vô giác, mơ mơ, hồ hồ, không có duyên với chân lý thì thật là uổng cả một đời. Nếu kiên trì không ngừng, truy cầu chân lý, mai kia đắc đạo, chết cũng không tiếc. Đây là hình dung sự bức thiết đối với chu cầu tín ngưỡng và chân lý. Một cá nhân nếu ngừng học tập khám phá, ngừng thắc mắc truy cầu chân lý, thì đã mất đi ý nghĩa tồn tại rồi. Giá trị của nhân sinh nằm tại nghe đạo cầu chân, học cho tới khi hiểu đạo. Khổng Tử còn nói, không hiểu mệnh thì không phải bậc quân tử, không hiểu lễ thì không thể có chỗ đứng, không hiểu ngôn thì không thể biết được người. Chính nhân, quân tử cần phải học điều này thật nhiều, thì mới hiểu được thiên đạo, nhân đạo, thế đạo, mới biết an thân, lập nghiệp, thông thạo lễ nghi, hiểu rõ thế sự, nắm bắt được quy luật tự nhiên và đại thế trong thiên hạ. Có như vậy mới trở thành người nhân cách hoàn mỹ, ôm ấp chí lớn, hiểu mệnh vô tư, dẫu nghèo cũng không đánh mất mình. Trở thành bậc quân tử trong thiên hạ, cần phải siêng năng tu dưỡng bản thân, đảm đương trọng trách, thì khi ấy mới biết quý tiếc thời gian học tập. Khổng Tử dẫn các học trò chu du các nước để hoằng dương đạo nghĩa, thường xuyên đi lại giữa những núi sông, trông thấy hoàng hà. Ông cảm thán rằng sông đẹp làm sao, mênh mông làm sao, đứng bên bờ sông Nghi Thủy. Ông vô cùng cảm khái, nói với học trò rằng, thời gian trôi qua như thế này đây, ngày đêm không ngừng nghỉ. Ở đây vừa có cảm thán của Khổng Tử đối với thời gian trôi qua như nước chảy không ngừng nghỉ, lại có suy nghĩ về sự vĩnh hằng và ý nghĩa nhân sinh. Ông khuyến khích mọi người trân quý thời gian, truy cầu chính đạo của nhân sinh, ẩn ý rằng, hoằng dương đạo là việc nghĩa, không nên đắn đo. Một lần, Khổng Tử đang tập trung tinh thần quan sát, thưởng thức dòng sông đang cuồn cuộn chảy về đông. Học trò của ông là Tử Lộ có hỏi, người quân tử thấy sông lớn thì nhất định phải quan sát tán thưởng. Vì sao vậy? Khổng Tử nói, bởi vì sông lớn có thể chảy về phía trước không ngừng nghỉ, tưới mát làm lợi cho bốn phương, nuôi dưỡng vạn vật mà lại không tự nhận có công. Nơi nào nó chảy đến đều đem lại sức sống bừng bừng cho miền đất đó. Đây chính là đức. Khi nó chảy, thì từ nơi cao chảy xuống thấp, chậm rãi hay gấp gáp đều tuân theo lý. Đây chính là nghĩa. Nó mênh mông rộng lớn, ngàn nhánh vạn dòng đổ vào đại dương, mãi mãi vô cùng, vô tận. Đây chính là đạo. Nó lao vào vực cực sâu mà không hề sợ hãi, xuyên qua vách núi, đục vách đá, dũng cảm tiến lên. Đây chính là dũng. Nó luôn có xu hướng bình lặng, để yên ắt sẽ bình lặng, công bình, công chính. Đó chính là pháp. Bỏ vào đổ tân nhất định sẽ giữ bằng phẳng. Đó chính là chính. Nó chu đáo, không nơi nào không đến, nơi cần đến thì nó đều chảy đến, cho dù trải qua ngàn vạn trắc trở, khúc khuỷu, nhưng nhất định phải chảy ra hướng đông. Đó chính là chí hướng. Nó có thể ra, có thể vào, bất kể là đến nơi nào, đều có thể tẩy sạch vạn vật ở đó. Đó chính là giỏi giáo hóa. Đó chính là nguyên nhân người quân tử thấy sông lớn thì nhất định phải quan sát tán thưởng. Người quân tử giáo hóa khiến người ta trở nên tốt đẹp mà không tranh với người, kiên trì không suy chuyển, truy cầu đại đạo, khiến phẩm đức bản thân càng ngày càng mới, trí tuệ từ đó mà trở nên cao xa, khôn thấu. Thời gian trôi qua như thế này đây, ngày đêm không ngừng nghỉ. Câu nói này của Khổng Tử đã trở thành một danh ngôn thiên cổ, bởi vì trong tâm ai cũng đều có cảm xúc như vậy, không tự lấy mình làm gương, quý thời gian như vàng, khao khát học hỏi đến quên ăn quên ngủ, làm mà không biết mệt. Ông nói, học mà không theo kịp, chỉ sợ đánh mất nó, làm người là như vậy. Gắng sức đến quên ăn, mừng rỡ quên cả ưu sầu, khi tuổi già đến cũng không hay biết. Tuân Tử nói, bậc quân tử giảng, học không thể dừng lại, tôi thử cả ngày suy nghĩ cũng không bằng một chốc ngồi học tập, tôi thử kiễng chân nhìn ra xa, cũng không bằng leo cao mà trông rộng, chân không nhấc một bước thì đi không được nghìn dặm, không tích suối nhỏ, làm sao thành sông, thành biển. Tuân Tử còn cho rằng, tu dưỡng tinh thần cũng không thể sánh với bị cảm hóa bởi người đạo đức cao. Đối diện với quyền lợi mà không có tư dục, tà niệm, đối diện với thế lực đông đảo mà không khuất phục, vạn vật trong thiên hạ đều không thể lay động tín niệm, thì ấy gọi là có đức hạnh, có phẩm đức. Chỗ quý của người quân tử nằm ở hoàn mỹ không tì vết của đức hạnh,
Bởi vậy bậc quân tử học đạo của Thánh Hiền thì không được dừng lại, tự mình khám phá trời đất cũng chẳng bằng một chút thu hoạch từ học tập, kiếng chân nhìn ra xa cũng chẳng bằng đi lên nơi cao mà nhìn cảnh bát ngát. Học tập là cần phải góp nhỏ thành lớn, duy trì thường hằng. Thế thuyết Tân Ngữ, chính sự chép, đại vũ thánh nhân do tích thốn âm, chí vũ phàm tục đương tích phân âm, bậc thánh nhân như đại vũ đều trân quý mỗi thời khắc, vậy người phàm tục càng nên phải quý tiếc thời gian, trân quý mỗi giây, mỗi phút. Trang Tử cũng từng nói, đời ta là có bờ, nhưng hiểu biết là không có bến bờ, tri thức là vĩnh viễn cần phải học, thời gian vĩnh viễn là cần quý tiếc. Chúc quý vị và các bạn hạnh phúc, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.